quý khán giả, do sự suy yếu của rãnh áp thấp đi qua Bắc Trung Bộ, nên hôm nay nắng đã bắt đầu xuất hiện trở lại, mưa rào và dông chỉ còn xuất hiện rải rác ở một vài nơi vùng đồng bằng và trung du của Bắc Bộ. Nhiệt độ trên toàn miền Bắc vào ngày hôm nay phổ biến trong khoảng từ 33 đến 34 độ. Trong khi đó, ở Nam Trung Bộ, mưa rào và dông sẽ còn tiếp diễn vào chiều và tối nay. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Chính vì thế, người dân sống ở gần các khu vực thường xuyên xảy ra sạt lở hay ao hồ sông suối cần lưu ý những biện pháp phòng tránh nhằm giảm thiểu nguy cơ thiệt hại xảy ra. Mưa dông cũng được dự báo sẽ xuất hiện trên diện rộng ở Nam Bộ vào trưa và chiều nay, khiến cho nhiệt độ trên toàn khu vực này ở dưới mức nắng nóng với nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 33 đến 34 độ. Chuyển sang các thông tin dự báo thời tiết biển, khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông, gió Tây Nam đến Nam mạnh cấp 3, cấp 4. Quần đảo Trường Sa trời không mưa, gió nhẹ, tình trạng biển bình thường. Phần cuối là những thông tin dự báo chi tiết cho các tỉnh, thành phố trên cả nước trong ngày hôm nay.